Ngọc Trang và Hành Trình Tương Lai xin kính chào quý vị đang đến với bản tin nóng thứ năm ngày 15 tháng 10. Thưa quý vị, trên hai kênh Hành Trình Tương Lai Dự Báo Thời Tiết và Hành Trình Tương Lai Huyền Bí đã có thêm những video mới. Mời quý vị tìm đường link dưới phần mô tả để thưởng thức và đăng ký ủng hộ cho chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bản tin hôm nay gồm những tin tức đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa làm giả công hàm ngoại giao. Tai nạn trên đường dẫn hầm Hải Vân, 2 người chết, 32 người bị thương. Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, Mỹ và Đài Loan bày tỏ cảm thông sâu sắc. Chịu án oan gần 40 năm về tội giết người, cụ ông gần 100 tuổi ở Vĩnh Phúc xác nhận bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng. Sáng ông Tập Cận Bình đến phát biểu, chiều chứng khoán Thâm Quyến lao dốc. Tổng thống Donald Trump nói Trung Quốc thắng nếu Biden đắc cử. Philippines điều hơn 200 dân quân ra Biển Đông. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Truyền thông nhà nước hôm qua 14 tháng 10 cho biết Tòa án thành phố Nha Trang, Khánh Hòa đã xét xử hai bị can Nguyễn Quốc Trâm, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ Khánh Hòa và Nguyễn Thụy Phương Thảo, cựu kế toán sở này. Hai bị can truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bị can Nguyễn Quốc Trâm còn bị truy tố thêm tội giả mạo trong công tác. Tuy nhiên phiên tòa đã phải hoãn vì vắng nhiều người làm chứng và người liên quan. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2015, ông Nguyễn Quốc Trâm đã yêu cầu nhân viên làm giả các tài liệu hồ sơ lập khống bảng lương cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, sinh năm 1979, là lao động tự do, sống ở phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, để ông Trâm bổ nhiệm bà này giữ chức vụ phó chánh văn phòng Sở Ngoại vụ. Sau đó, ông Trâm còn yêu cầu nhân viên soạn thảo công hàm ngoại giao giả dưới danh nghĩa của tập đoàn Trần Group để mời ông Trâm và bà Ngọc Thảo đi Mỹ. Với hồ sơ giả, chức vụ giả, bà Ngọc Thảo đã xuất cảnh trót lọt đến Mỹ. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, công an cũng phát hiện vi phạm về tài chính tại Sở Ngoại vụ Khánh Hòa với tổng số tiền thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 170,8 triệu đồng. Cá nhân ông Trâm đã có đơn xin nộp lại gần 60 triệu đồng. Báo Kinh tế Đô thị đưa tin, một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo đã xảy ra tại cung đường dẫn vào hầm đường bộ Hải Vân, cướp đi sinh mạng của hai người và khiến khoảng 32 người khác bị thương. Lãnh đạo trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, vụ tai nạn này xảy ra vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 15 tháng 10 hôm nay tại đường dẫn nam hầm Hải Vân. Thời điểm trên, anh Trương Minh Thìn, 44 tuổi, trú ở xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, điều khiển ô tô đầu kéo biển kiểm soát 51C90723 và 51R14929 trên đường dẫn Nam Hải Vân hướng Nam Bắc. Đến km 9 thì tông vào xe khách biển kiểm soát 93B00407, chở khoảng 40 người chưa rõ tên tuổi người điều lái do bị kẹp trong xe, chạy chiều ngược lại. Theo báo Sơn Chí, vụ tai nạn đã khiến 2 người chết tại hiện trường, có khoảng 32 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Hai xe ô tô liên quan bị hư hỏng nặng. Đến khoảng 6 giờ 30 phút, hiện trường được giải phóng. Lực lượng chức năng đã mở đường dẫn lên hầm Hải Vân 2, địa phận Đà Nẵng để các phương tiện lưu thông. Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam hôm qua 14 tháng 10 bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới người dân Việt Nam trước những thương vong thiệt hại về tài sản và mất nhà cửa do lũ lụt tại miền Trung gây ra. Thông điệp được đăng trên trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Thông điệp nhấn mạnh, chúng tôi sát cánh bên chính phủ và nhân dân Việt Nam trong lúc này khi các bạn tiếc thương những người thân yêu và khắc phục các thiệt hại do trận lũ lụt tồi tệ này gây ra và rồi bước tiếp, như cách mà con người Việt Nam vẫn luôn như vậy. Trong thông điệp, Phái đoàn Ngoại giao Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công việc tái thiết. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đài Loan trong một thông cáo cho biết, người đứng đầu vụ Đông Á và Thái Bình Dương Larry R.L. Tseng đã gửi lời chia buồn của Đài Loan tới Việt Nam trước những mất mát về người và tài sản do lũ lụt gây ra. Ông Tseng bày tỏ sự cảm thông với ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, nói thêm rằng Đài Loan luôn sẵn sàng giúp đỡ khi nhận được yêu cầu. Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, bà Mầu Mai Quyên, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị này đang làm thủ tục chi bồi thường 1,167 tỷ đồng cho gia đình cụ ông Khổng Văn Đệ, 97 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô.
Cụ Đệ là một trong ba người bị oan sai trong vụ giết người xảy ra hơn 40 năm trước tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chi trả số tiền trên dưới hình thức chuyển khoản. Do cụ Đệ không có tài khoản ngân hàng, nên gia đình đã thống nhất chuyển vào tài khoản của con dâu ông là chị Phan Thị Ái Vân. Trước đó, chiều ngày 12 tháng 10, cụ Đệ cùng gia đình đã có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thịnh để làm thủ tục ủy quyền dưới sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Vĩnh Phúc. Thời điểm ủy quyền, ông Đệ mạnh khỏe, minh mẫn và tự nguyện ủy quyền cho con dâu tiếp nhận số tiền bồi thường. Bà Quyên nói, trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tiền bồi thường, dự kiến là từ 1 đến 2 ngày sẽ tới tài khoản của chị Vân. Nói về việc ứng xử trước số tiền lớn, chị Phan Thị Ái Vân, con dâu của cụ Đệ khẳng định sẽ không có chuyện vì đồng tiền dẫn đến anh em bất hòa. Hơn nữa, bố chồng chị cũng là người rất mẫu mực, cụ cũng đã gần 100 tuổi rồi nên sẽ không để xảy ra tình trạng đó. Chị Vân cho biết, trước mắt bố chồng chị chưa có dự định làm gì với số tiền sắp được bồi thường, khi cầm tiền trong tay mới tính được. Tờ The Epoch Times đưa tin, trong hội nghị đặc khu kinh tế Thâm Quyến diễn ra hôm qua 14 tháng 10, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu ca ngợi 40 năm cải cách và mở cửa của Thâm Quyến, đồng thời cho rằng Ban chấp hành Trung ương sẽ tích cực phát triển khu vực vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau và thúc đẩy sức trẻ của Hồng Kông và Macau. Hãy đến đại lục để học tập, làm việc và sinh sống. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc họp kết thúc, chứng khoán địa phương Thâm Quyến đã lao dốc mạnh vào buổi chiều. Các chỉ số quan trọng của Quảng Đông, Hồng Kông và Macau đều giảm. Tờ The Epoch Times dẫn lời Zhang Lin, một nhà hoạt động ủng hộ dân chủ sống ở Mỹ, từng phân tích rằng kinh tế Thâm Quyến phát triển dựa vào Hồng Kông, chính quyền Trung Quốc đã phá hủy Hồng Kông, thì kinh tế Thâm Quyến và đồng bằng sông Châu Giang cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thâm Quyến không thể thay thế Hồng Kông, chủ yếu là vì Thâm Quyến không thể có quyền tự do của Hồng Kông. Trang tin Hindustan Times dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với đám đông người ủng hộ khi vận động tranh cử ở thành phố Johnstown, bang Pennsylvania, rằng cuộc bầu cử này là một lựa chọn đơn giản. Nếu Biden thắng, Trung Quốc thắng, tất cả các quốc gia khác đều chiến thắng, chúng ta sẽ bị mọi người xô xé. Nếu chúng tôi thắng, mọi người cũng thắng, Pennsylvania thắng và Mỹ thắng, rất đơn giản. Cũng trong buổi tranh cử, ông Trump cho biết thêm rằng Biden sẽ loại bỏ thuế quan của chính quyền Trump đối với Trung Quốc. Ông ấy đã nói rằng ông ấy sẽ loại bỏ thuế quan đối với Trung Quốc. Một điều không đổi trong chiến lược của Biden là đầu hàng. Đó là lý do tại sao Trung Quốc và các nước cánh tả đang khao khát Biden giành chiến thắng, vì ông ấy sẽ gửi việc làm của chúng ta đến Trung Quốc. Trung Quốc sẽ sở hữu nước Mỹ nếu gã buồn ngủ do đắc cử. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với trang Rappler, Phó Đô đốc Hải quân Philippines Giovanni Carlo Bacodo cho biết họ chuẩn bị triển khai hai đại đội thuộc đơn vị địa lý lực lượng vũ trang công dân tới Biển Đông. Mỗi đại đội này có khoảng 120 nhân sự. Ông Bacodo giải thích rằng mục đích của việc này là nhằm đối phó với Trung Quốc bằng lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh trên Biển Đông. Phó Đô đốc Bacodo cho biết dân quân biển sẽ được trang bị xuồng cao tốc và súng trường, chịu sự quản lý của Bộ Tư lệnh Miền Tây và Bộ Tư lệnh Miền Bắc của quân đội Philippines. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ ngư dân, họ cũng có trách nhiệm thực hiện hoạt động trinh sát, do thám và tình báo cho quân đội. Vừa rồi là những tin tức cập nhật mới nhất trên kênh Hành Trình Tương Lai. Trước khi đến với phần nhân sinh cảm ngộ, quý vị đang xem chương trình hãy bớt chút thời gian nhấn vào biểu tượng chuông báo bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Và chủ đề trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay là một câu chuyện ngắn có chủ đề Quân tử không che giấu khuyết điểm. Câu chuyện như sau. Ông Henry Hawking, giám đốc quản lý của tập đoàn thực phẩm Henry, phát hiện ra rằng chất bảo quản trong các sản phẩm của công ty ông có độc tố, nhưng có thể giúp bảo quản thực phẩm lâu hơn. Mức độ độc hại này không quá cao, nhưng có thể gây hại cho người tiêu dùng nếu họ sử dụng chúng trong một thời gian dài. Nếu không dùng chúng, thực phẩm sẽ không giữ được lâu. Nếu kết quả thí nghiệm này được công bố, toàn ngành công nghệ thực phẩm sẽ tẩy chay công ty của ông. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Henry đã quyết định công bố các chất bảo quản này gây hại cho người dùng. Sau khi thông tin này được tiết lộ, hầu hết các hãng thực phẩm đều lên án ông và buộc tội ông có động cơ xấu. Họ đã liên kết với nhau để tẩy chay các sản phẩm của tập đoàn thực phẩm Henry, đẩy tập đoàn này vào một tình cảnh vô cùng nguy khốn. Mối bất hòa này đã kéo dài trong suốt 4 năm. Hawkins đã tổn thất rất nhiều tiền vì hành động trung thực và dũng cảm này.
nhưng ông đã trở nên nổi tiếng với tất cả các hộ gia đình ở Mỹ. Chính phủ bắt đầu ủng hộ chính sách của công ty ông. Sau đó, các sản phẩm của tập đoàn thực phẩm Henry đã trở thành những sản phẩm được khách hàng tín nhiệm nhất. Công ty của ông đã nhanh chóng khôi phục và mở rộng. Không lâu sau, Hawkins đã trở thành một lãnh đạo xuất sắc trong ngành công nghiệp thực phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, đôi khi một vài người thường có xu hướng che giấu khuyết điểm của họ và lo sợ sẽ bị người khác lợi dụng khi họ biết khuyết điểm của mình. Một số người còn cho rằng không nên vạch áo cho người xem lưng. Vì vậy, khi biết những người thân với mình đã làm sai điều gì đó và không thể đối diện với thực tế, họ sẽ bảo vệ những người đó và che đậy những điều sai trái kia. Tuy nhiên, một người quân tử thực thụ thì nên đường đường chính chính, đó mới là đức hạnh. Qua câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, che giấu khuyết điểm cũng tựa như việc không đến gặp bác sĩ khi bị bệnh và chỉ càng làm sự tình xấu đi. Thừa nhận khuyết điểm và nhanh chóng chỉnh sửa chúng sẽ làm giảm tổn thất tới mức tối thiểu. Có khuyết điểm không phải là điều đáng sợ. Điều đáng sợ là người ta hành xử tùy tiện mà không chịu nhận sai. Che giấu cũng chỉ được trong chốc lát chứ không thể kéo dài mãi mãi. Những hành vi gian lận là không phù hợp với nguyên lý của vũ trụ. Cứ làm việc xấu mãi, tất sẽ gặp báo ứng. Đó chính là luật nhân quả, thưa quý vị. Hy vọng rằng câu chuyện vừa rồi đã đem lại cho quý vị những phút giây thư thái. Nếu quý vị có suy nghĩ gì về câu chuyện này, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Và trước khi tạm biệt nhau, Ngọc Trang vẫn muốn chia sẻ đến quý vị có một phương pháp giúp cho chúng ta cải thiện sức khỏe về tinh thần và thể chất, đó chính là luyện tập khí công. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị ở bản tin dự báo thời tiết và bản tin tổng hợp vào sáng ngày mai. Chúc quý vị có một buổi tối nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại!